Thưa quý vị, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, nhưng sau một thời gian Đà Nẵng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, các công việc liên quan tới giấy tờ, các thủ tục hành chính cơ bản đã được giải quyết nhanh chóng hơn, tiết kiệm được thời gian, chi phí, đồng thời đảm bảo các biện pháp về an toàn phòng chống dịch trên địa bàn. Những ngày này, tại bộ phận một cửa, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, bên cạnh việc tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19, người dân khi đến đây sử dụng các dịch vụ công, nhất là việc chứng thực giấy tờ, đã không còn phải chờ đợi, mất nhiều thời gian như trước. Là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện chủ trương của thành phố về thí điểm mô hình chính quyền đô thị, vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phước Mỹ đã ủy quyền cho công chức tư pháp hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu với chứng thực bản sao các giấy tờ văn bản chữ ký. Nhờ đó, thời gian mỗi lượt chứng thực tại đây được rút ngắn thời gian gấp nhiều lần cho người dân. Sau khi có chủ trương mới mà công chức tư pháp hộ tịch trực tiếp kiểm tra hồ sơ giấy tờ sau đó ký để trả lại cho công dân thì tôi thấy rất là nhanh, rất hợp lý và cán bộ người ta rất là niềm nở, phục vụ nhân dân tận tình, bản thân là thấy rất là tuyệt vời. Không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, sự thay đổi này còn giúp các cán bộ phường chủ động hơn trong công việc, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Thay bằng đó thì công chức chuyên môn ký ấy thì nó thuận lợi, rút ngắn rất là nhiều thời gian, đặc biệt là cái những thủ tục người dân cần lấy gấp, nó tránh cái tập trung đông người ở cái nơi công cộng, ở trụ sở ủy ban nhân phường ấy, khi mà làm thủ tục xong thì lấy liền ấy, để nó tránh cái tập trung. Hướng đến tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, nâng mức độ hài lòng của người dân, đồng thời nâng cao trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ. Đây chính là một trong những mục tiêu lớn mà Đà Nẵng quyết tâm thực hiện khi tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố hiện nay. Tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế làm việc và năng lực quản lý điều hành của các chính quyền, khai thác và tận dụng triệt để tính ưu việt của mô hình chính quyền đô thị trong quản lý điều hành. Trong đó, lưu ý tăng cường phân cấp, phân quyền, sớm có giải pháp nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, lấy chất lượng công việc làm tiêu chuẩn cơ sở cho công tác đánh giá cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm và có năng lực đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Mô hình chính quyền đô thị là bước đi đột phá trong xây dựng, đổi mới bộ máy theo hướng trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. Với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và sự đồng lòng ủng hộ của người dân, mô hình này được kỳ vọng sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cũng như sứ mệnh của Đà Nẵng với khu vực miền Trung Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.